các bạn đã quay trở lại với kênh làm giàu từ cà phê. Mời bạn uống cà phê. Hôm nay chia sẻ với các bạn cái câu chuyện đó là chọn cái bạn đồng hành để mình kinh doanh chung như thế nào. Có nghĩa là chọn những nhà đầu tư để mình cùng kinh doanh quán cà phê, kinh doanh cà phê như thế nào cho nó đúng, không phải cho nó đúng đó, mà cho nó bền và đi được cùng với nhau. Và đi xa đi lâu, tại vì có ông bà mình nói rồi, muốn đi nhanh á thì mình đi một mình thôi, nhưng mà muốn đi xa thì mình phải đi cùng nhau, đi càng nhiều càng tốt. Nói vậy thôi chứ đi càng nhiều càng rối các bạn. Thì ở đây với kinh nghiệm mà kinh doanh cà phê rồi cũng hùng hạp thì có nhiều cái bài học, Long nghĩ rằng là khi mà chưa bắt đầu vào làm, mọi người thấy mọi thứ toàn màu hồng, nhưng khi bắt đầu cùng chung tay vào làm, cùng bỏ tiền ra, cùng nhìn thấy những đồng tiền, cùng xót những đồng tiền, cùng hoặc là khi nhìn thấy cái cục lợi nhuận, hoặc khi trong tình trạng thua lỗ, thì lúc đấy mới phát sinh ra nhiều thứ các bạn. Do vậy là khi mà mình chọn cái bạn đồng hành, cái người đầu tư chung với nhau, mình cần lưu ý một số cái điều sau. Ví dụ điều thứ nhất thì mình nên chọn những cái bạn đồng hành mà có những cái thế mạnh khác mà có thể bổ khuyết cho mình. Ví dụ như mình mạnh về cái phần mà vận hành quán, mình mạnh về cái phần điều khiển nhân viên, thì cái người kia có thể là mạnh về marketing, có thể mạnh về tài chính, có thể mạnh về ngoại giao. Thì như vậy thì mỗi người sẽ bổ trợ với nhau, tạo thành một cái mảng ghép toàn diện, giống như cái bức tranh ghép hình ấy. Người thiếu mảng này, người thiếu mảng kia ghép lại nhau, và như vậy nó sẽ rất là tốt. Cái điều thứ hai cực kỳ quan trọng đó là có cùng cái tần số, cái cùng cái suy nghĩ, có cùng cái nguồn năng lượng, cái nguồn cùng cái tư duy, thì như vậy sẽ đi với nhau thiệt bền, thiệt xa và thiệt chắc chắn. Bởi vì Long có một cái trải nghiệm đó là hai người bạn rất là thân từ, thì kiểu như thân từ hồi cơ hàn, thì thời đó có thể là đồng quan điểm, đồng suy nghĩ lúc đó, nhưng qua 5 năm, 10 năm gặp lại, cứ nghĩ rằng là cái mối quan hệ thân tình ấy sẽ có thể kết hợp để làm ăn được, thì hoàn toàn cần xem xét, cần soi kỹ nha các bạn. Điều đó không hẳn là đúng, bởi vì qua quá trình thời gian 5 năm, 10 năm, mỗi người có một cuộc sống riêng, có một môi trường riêng, có một cái nhận thức riêng, suy nghĩ riêng, tư duy riêng, thì đó sẽ phát sinh ra cái việc mà xử lý một cái tình huống, xử lý một cái vấn đề, xử lý một cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Do vậy đòi hỏi là các bạn phải xem cái người đó có cùng cái suy nghĩ giống mình không. Nếu một người suốt ngày chỉ chăm vào cái việc lợi nhuận, bỏ hết tất cả những thứ khác, bỏ hết cái sự sẻ chia, bỏ hết cái sự thương cảm, bỏ hết tất cả mọi thứ, tất cả chỉ về doanh thu, tiền lợi nhuận, thì chắc chắn một điều, nếu mà không nhìn những cái điều khác nó cao hơn, nó tốt hơn, nó giá trị hơn, thì nó sẽ rất là dễ bắt nó đã từng trải nghiệm bị vậy không. Cái thứ ba là những cái người mà cùng hợp tác, những cái người hùng vốn nên xây dựng ra một cái hệ giá trị, có nghĩa là cùng hướng tới tạo ra cái giá trị, tạo ra cái lợi ích, không chỉ cho bản thân mình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho những người xung quanh, cho những người cùng kết hợp làm, cho những người nhân viên làm với mình, thì có như vậy thì nó mới bền vững. Chứ nếu kinh doanh quán cà phê chỉ nghĩ tới cái việc lợi nhuận không, thì nó không bền. Bởi vì quá trình mình làm, mình sẽ tạo ra được nhiều cái giá trị,
ví dụ như tại công an chị mình hướng tới tại công an chị làm tạo hỗ trợ cho mọi người để mà mọi người cùng phát triển, thì lúc đó cái quán của mình, cái thương hiệu của mình, cái hệ thống của mình nó mới được cùng phát triển đấy. Chứ nếu mình chỉ chăm chăm cho cái việc là bòn rút đào vét mọi thứ của vũ trụ thì chắc chắn một ngày đó vũ trụ cũng sẽ lấy. Thay vì vậy mình sẽ chia sẻ, mình sẽ đi gieo, mình sẽ kinh doanh thu hoạch được, mình lấy một phần đó để mình bắt đầu mình đi gieo, mình chia sẻ lại cho ít nhất những người nhân viên, bởi vì họ có vững vàng, họ có lớn mạnh thì đó cái quán, cái hệ thống mình nó mới lớn mạnh được. Hoặc là những cái nhà cung cấp, hoặc là những cái người bán hàng, những người khách hàng họ happy, họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy nó giá trị, kiểu đó họ mới quay lại, họ vun vén nâng cái thương hiệu, nâng cái quán lên được, đúng không? Cái điều đó là hoàn toàn đơn giản. Một khi mình gieo đi thì mình sẽ gặp lại được, còn một khi mình ráng mình vơ vậy mà mình săn bắn mình ha, mình không chịu lo gieo trồng thì đó sẽ nó hết, nó sẽ cạn kiệt, mọi thứ đều diễn ra theo quy luật như vậy mà ha. Rồi cái thứ tư đó là cần có một cái tầm nhìn, cần có một cái xứ, mặc dù mình nói nghe nó có vẻ nó ra to búa lớn, nhưng ít nhất là ví dụ khi hợp tác, khi hùng hạp với nhau cần vạch rõ ra nè, mục đích mình làm cái hệ thống quán này nè, chuỗi quán này để làm gì, ngoài cái việc kinh doanh có lợi nhuận, còn hướng tới cái bậc tiếp theo đó là gì, hướng tới cái tầm nhìn tiếp theo đó là gì, hướng tới cái tầm nhìn tiếp theo đó là gì, không chỉ là tạo ra cái cục tiền, tạo ra cái cục doanh thu mà mang lại công ăn việc làm, mang lại những cái giá trị lớn lao hơn tốt đẹp hơn cho xã hội, cho người xung quanh thì như vậy với cái tầm nhìn và sứ mệnh chung mà mọi người đều vậy, cùng đồng lòng thống nhất với nhau thì mới đi được lâu, mới đi được xa. Rồi một cái rất quan trọng cái số 5 đó là gì, và cái này thông thường đặc biệt là người Việt mình và lắm đã bị mắc phải rồi, mình bị khả nệ, mình vì mối thân tình, mối quen biết, và cuối cùng từ bạn thân, người thân, cuối cùng thành ra người dưng, cuối cùng không nhìn được nhau. Bởi vì cái số 5 này đó là cái sự không có rõ ràng, mình cần rõ ràng hết bằng con bạn, biết rằng nhiều khi thân quá rồi biểu sáng này thì ghi ra này kia thôi, mình cứ vậy, nhưng càng rõ ràng những người phương Tây họ càng rõ ràng, càng chi tiết càng bằng văn bản, khi kinh doanh thành công thì như thế nào, ngay cả khi cũng có kịch bản lên cho cái việc thất bại, khi thất bại phải sao, phải góp vô như thế nào, phải chia làm sao, phải giải quyết nó như thế nào, ngay cả như thế này mình đặt ra các tình huống xấu nhất, về lợi nhuận, về mục tiêu, về trách nhiệm, rõ ràng hết bằng văn bản từng mục rõ ràng. Ba người cùng hợp tác, nhưng mà hồi nãy nói rồi, hợp tác hùng hợp với nhau thì nói chung cũng không quá đông ha, có thể khoảng 3 người, 4 người, 5 người đó, okay. Đừng có nhiều quá, nắm thầy nhiều ma, cuối cùng không ai chịu nghe ai hết á, thì tất cả mọi thứ đều thống nhất bằng văn bản hết, và mọi người đồng ý, đồng thuận hết, ký vào đó tôi đã đồng ý những cái điều khoản như thế này, cách thức chia làm sao, cách thức góp vốn làm sao, cách thức vận hành sao, ai vận hành mục nào, ai không vận hành mục nào, can thiệp sao, đồng ý triển khai thì bao nhiêu phần trăm ý kiến tán đồng. Được rồi, thì tóm lại, để chọn được một người đồng hành đã khó, nhưng để chọn được cái người đồng hành, người cùng hùng hạp, cùng làm với mình và đi được lâu, đi được xa và cùng phát triển, cùng đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội thì cần lưu ý 5 cái vấn đề. Tóm lại, một là những người có những cái kỹ năng, cái skill, có những cái trải nghiệm, kinh nghiệm mà có thể bù cho cái thằng khuyết của bạn, của mình. Cái thứ hai là gì? Là cùng cái tư duy, cùng cái suy nghĩ, cùng cái nhận thức thì nó sẽ càng tốt hơn. Cái thứ ba là xây được hoặc cùng thống nhất được những cái giá trị cho cái cộng đồng, cho cái xã hội. Cái thứ tư là định ra, xây ra được cái tầm nhìn, cái sứ mệnh cho cái quán, cho cái chuỗi, cho cái thương hiệu để
cùng có một cái mục đích đó, cùng có mục tiêu đó, mọi người cùng nhắm, cùng hướng tới ở từng cái góc ha, đều hướng tới cái mục đích, đều hướng tới tầm nhìn, đều hướng tới sứ mệnh đó ha. Và cái cuối cùng, đối với bạn, cái cuối cùng, cái rất quan trọng, cái điểm thứ năm đó là gì? Đó là rõ ràng mọi thứ, chi tiết mọi thứ bằng văn bản ha, rõ ràng hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời.